tới cả nhà mình nha. Huyền chuẩn bị đi làm các bạn, nhưng mà bây giờ Huyền lên Huyền coi cái nhà kính của Huyền á, còn hai trái mướp hôm bữa Huyền nói Huyền hái mà không có hái ha, không biết nó còn ăn được không nữa. Mấy tuần nay Huyền bận túi bụi các bạn ơi, nắng đẹp lắm, trời nắng rất là đẹp luôn. Trời ơi, để hư hết một trái rồi nè các bạn, thúi một khúc rồi. Huyền với anh Hùng bây giờ không có thời gian để mà dọn luôn ha, Huyền Hùng để gì luôn đi, hôm nào rảnh thì dọn, còn không rảnh thì để đại gì sang năm sau rồi dọn luôn cũng được các bạn. Đây là hai bụi xả, chắc tối nay Huyền cũng ra rinh nó vô đó. Bây giờ Huyền hái hai trái mướp này, trái này ăn chắc còn được nửa trái này, nó hư khúc dưới nè các bạn đó, ra nấu canh ăn hút máu hả. Các bạn coi thời tiết bên Huyền á, nóng rồi, bắt đầu bông của Huyền nó sắp ra nè, các bạn thấy nụ không? Thường thường mùa này là mấy cái này nó rụng hết rồi nè các bạn, lạ lắm nha, năm nay ngộ lắm, quá trời nụ luôn nè. Đừng có lát không ướt đồ mẹ con đó. Cái cây này thiệt là đẹp luôn á các bạn, đây nè, quá trời nụ luôn. Chào buổi sáng cô chú chưa con, nãy đã chào rồi ha. Tôi Huyền chuẩn bị đi làm đây các bạn ơi, cho Alex đi siêu thị ăn sáng, đi chơi chút xíu rồi đi làm ha. Skyland thứ hai ba mẹ nghỉ mới đi con. Các bạn, sáng tới giờ Huyền làm một tăng luôn, lúc mà hồi nãy cái lúc mà vô đông á, cái mình dựng cái máy mình bắt để mà quay cho các bạn coi á, mà sao mà không có bấm.
go. 근데 나는 내가 변할 줄은 몰랐어. 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어. 예뻐져라 예뻐져. 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져. 예뻐져라 예뻐져. 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져. Yes, go. Nguyên tuần nay ở bên Huyền á, khách ăn ở đây nhiều quá các bạn. Mr. Hùng Bưng á, xẹp luôn cái bụng rồi nè. Xẹp bụng rồi nè, 6 muối rồi các bạn. Đó, cái này à, có bạn nào hỏi Huyền á, cái này là rong biển nha các bạn. Rong biển tươi nha, gừng. Xẹp bụng chưa? Hôm nay bên Huyền á là ra vô chừng 5-6 tốp chưa ha? Nó tốp này đến tốp kia. Step on me. Someday it'll see.
Hồi là xẹp bụng luôn các bạn ha, quá trời người cho nên mình phải dọn dẹp. Phố đêm giờ này cũng hơi vắng vắng hả các bạn ha. Đây là nhà hát này nha, nhà hát ở dưới đây là ba cái mặt bằng của mình nè cho thuê nha. Ở bên ngồi bìa nhất là cho thuê tiệm xe đạp, sửa xe đạp. Giữa là tiệm nhà hàng tàu ha. Còn một bên thì mình giữ mình làm. Đó, bên này bây giờ khách nó vô nó lấy đồ ha. Nhà hàng tàu cũng đọc bộ.
khách nó đặt nó lại nó lấy đó. Đó. Ở đây duy nhất có tiệm mình có cái bảng đó ha, bảng ở Việt Nam. Hello. Hello. Hôm nay Mr. Hùng chạy bàn thôi luôn á, mệt xỉu luôn. Ra vô mà hôm nay á rửa chén khò luôn các bạn ơi. Chạy tụt quần tụt áo luôn các bạn. Chạy mà đứt nút quần luôn. Xong rồi. Thôi tụi Huyền ăn chút xíu cơm mà về các bạn. Cũng 9 giờ gần 9 giờ. Thì tạm biệt các bạn tại đây nha. Bye bye cô chú đi con. Mai hết được nghỉ. Tạm biệt các bạn nha.